Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chuyên mục hôm nay sau phần tin là phóng sự Đông Hà tập trung khắc phục hoa Tết bị mất trắng do mưa lũ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thành phố Đông Hà đã tổ chức hội nghị bàn một số giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2020. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm 2020, tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích làm rõ một số giải pháp cần thực hiện trong những tháng cuối năm, nhất là bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, thu ngân sách, quản lý đất đai và trật tự đô thị. Với quyết tâm đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo thành phố Đông Hà chỉ đạo các ban ngành đơn vị và các phường triển khai nghiêm túc các giải pháp trọng tâm, trọng điểm trong những tháng cuối năm, trong đó chú trọng rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020, chủ động nắm bắt, kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, chỉ đạo tiếp tục tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm, tích cực làm việc với các nhà đầu tư để quảng bá tiềm năng, thu hút các dự án đầu tư về thương mại và dịch vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như khắc phục nhanh hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và một số nội dung quan trọng khác. Lãnh đạo thành phố Đông Hà vừa đi thăm và tặng quà của Trung ương và địa phương cho đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng lũ lụt trên địa bàn thành phố. Chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà đã đi thăm, động viên và chia sẻ những khó khăn trong những ngày lũ lụt vừa qua. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Đông Hà đã trao 10 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn ở các phường 1, Đông Thanh, Đông Giang là những nơi bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng trao 3 suất quà của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho các đối tượng chính sách, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Cũng tại các nơi đến thăm, cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng đã trao quà cho các hộ gia đình khó khăn mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà nhằm động viên các gia đình chính sách và gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt vượt qua khó khăn trước mắt, vươn lên ổn định cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn. Trước những khó khăn do thiên tai gây ra, với tinh thần tương thân, tương ái, trong những ngày qua, các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Đông Hà và ngoài tỉnh đứng ra kêu gọi, quyên góp ủng hộ nhân dân trên địa bàn thành phố bằng nhiều hiện vật thiết thực giúp người dân vượt qua khó khăn do lũ lụt. Mặc dù thời gian ngắn, Ủy ban Mặt trận thành phố Đông Hà đã vận động tiếp nhận được 11.890 suất quà, 21 tấn gạo, 6.920 két mì tôm, 4.000 két nước lọc, 54 thùng sữa, bánh và lương khô, 200 áo phao, áo phông, 12 thùng bánh trưng. Ngoài ra còn huy động ủng hộ tiền mặt trên 400 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực này thể hiện tinh thần chia sẻ những khó khăn với người dân các khu phố bị ngập lụt trên địa bàn thành phố Đông Hà, đồng thời động viên, khích lệ người dân sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết bất thường, mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến hàng chục nghìn chậu hoa ở làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà bị thiệt hại nặng, trong đó mất trắng hơn 70% số chậu hoa khiến người dân điêu đứng. Những vườn hoa tươi tốt mơn mởn, bỗng chốc héo rũ, chết trụi dần. Trước khó khăn này, thành phố Đông Hà đã kịp thời động viên các hộ trồng hoa vượt qua khó khăn, tìm cách khôi phục số chậu hoa có thể cứu vớt, đồng thời triển khai trồng lại các loại hoa ngắn ngày để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Gia đình chị Tạ Thị Thu Thúy ở khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà là hộ trồng hoa có truyền thống lâu năm và phải nói là có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thế nhưng nhìn cảnh hoang tàn sau những ngày ngập lụt, có hơn 7.000 chậu hoa các loại được gia đình chị trồng bán quanh năm bị ngập nước sâu từ 1 mét đến hơn 1,5 mét, chết trắng vườn. Tuy gia đình đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ hoa, nhưng do nước ngập quá sâu, quá bất ngờ. Cơn lũ đi qua, cả vườn hoa giờ chỉ còn lại những chậu cây hoa chết bám bùn đất và đổ gục. Bao nhiêu nguồn vốn vay mượn, công sức của gia đình chị cả 500 bón giờ mất trắng, thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Nếu như mọi năm, thời điểm này gia đình chị tất bật với việc chăm sóc, bón phân cho hoa để kịp bán Tết Nguyên đán. Thế nhưng trong mấy ngày vừa qua, lũ về ngâm nước khiến gần như toàn bộ số chậu hoa, cây cảnh trồng chăm bón cả năm đều bị che trụi. Qua 4 trận lụt thì gia đình tôi thì thiệt hại rất là nặng nề. Nói chung không còn cái gì hết đó. Giờ chứ là giống nhân công để làm cũng không có việc cho họ làm nữa. Giờ chứ muốn khắc phục lại cái vườn để mà cho cỏ vào dịp Tết. Chứ gia đình chúng tôi cũng rất là đau xót. Những người làm cũng không có việc để cho họ làm. Thường là giải quyết cho 5 lao động chính để cho họ có công ăn việc làm. Giờ chứ họ cũng đến cũng không có việc họ làm. Cách vườn hoa của chị Thúy không xa, gia đình anh Trịnh Đức Quang cũng rơi vào cảnh tan hoang. Đây cũng là một trong những hộ trồng hoa của tổ trồng hoa An Lạc, phường Đông Giang, được đầu tư nhà màng, trồng gần 800 chậu hoa cúc được gần một tháng, nay đã bị hư hại nặng, nhất là gia đình mất trắng số hoa đồng tiền lớn và số giống hoa được gia đình ươm trồng, cung cấp cho bà con trên địa bàn bị trôi và ngập nước. Hiện nay gia đình anh Quang cũng như các hộ trồng hoa trong tổ tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức khôi phục số chậu hoa bị hư hại có thể vớt vát, đồng thời tiến hành phá bỏ số hoa chậu bị chết nhằm xử lý đất, chuẩn bị trồng các loại hoa ngắn ngày. Gia đình cũng đã kê một số lên rồi, còn một số nằm ở dưới mình trồng ở dưới đất á, thì gia đình không thể kê được. Còn số mà có kê lên khoảng gần 1 mét rồi, nhưng mà cái mức lụt ở đây nó cao quá, nó hơn 1 mét cơ, cho nên là gia đình đấy không còn cái gì để mà khắc phục lên được nữa, nên là cũng phải chấp nhận nhìn vườn hoa như vậy thôi, chứ cũng không có cách gì nữa. Lúc nó quá to rồi, không có cách gì nữa. Sau khi nước rút thì hướng khắc phục của gia đình bây giờ là chỉ có cuốc cây lên, bắt đầu là có nghĩa là mình phải cuốc những cái cây hỏng lên, xong bắt đầu là chuẩn bị là mình trồng lại thôi. Còn những cái hoa mà chuẩn bị tới đây bắt đầu chuẩn bị trồng các loại hoa treo ấy, thì chắc là cũng kịp dịp Tết. Để phục vụ cho thị trường hoa Tết Nguyên đán năm 2021, làng hoa An Lạc, phường Đông Giang đã triển khai trồng và chăm bón hơn 2 tháng nay với trên 40.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là cúc, hoa đồng tiền, thược dược, hoa hồng, mai dạ thảo và bát tiên. Đây là làng hoa có truyền thống bao đời nay, có thương hiệu nổi tiếng ở thành phố Đông Hà và tỉnh Quảng Trị. Hoa ở vùng này được thương lái tại nhiều nơi tìm đến vườn, thu mua hoa, thành phẩm và cây hoa giống. Theo ước tính ban đầu, có 20 hộ trồng hoa bị thiệt hại do bị ngập lụt với số tiền là gần 2 tỷ đồng. Có một số hộ trồng hoa đã mất trắng do ngập lụt nhiều lần, cây đã bị thối, không thể cứu vớt được. Thiệt hại quá lớn khiến người trồng hoa điêu đứng, mất sạch vốn liếng đã bỏ ra đầu tư. Những ngày này, thời tiết dần tốt trở lại, cùng với sự hướng dẫn của đơn vị chuyên môn, các hộ trồng hoa trên địa bàn phường Đông Giang đang xoay sở khắc phục thiệt hại bằng cách triển khai các biện pháp chăm sóc, kích thích phát triển và chăm bón số hoa bị ngập nước có thể khôi phục được. Hiện nay địa phương chưa có phương án hỗ trợ cho người dân. Trước mắt, thành phố Đông Hà và phường động viên các hộ có số hoa còn xanh tập trung chăm sóc để kịp dịp Tết Nguyên đán, còn số hoa chậu mất trắng vận động bà con chuyển sang trồng các loại hoa ngắn ngày khác để kịp cung ứng cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Hoa thì cũng là đến động viên, chia sẻ những cái thiệt hại của bà con. Rồi sau đó là hướng dẫn cho bà con những cái vườn nào mà con có thể khắc phục được thì hướng dẫn bằng kỹ thuật, tức là xử lý các cái loài thuốc mà có cái tính nuôi hấp cao để xử lý khỏi cây bị là nấm bệnh. Còn những cái vườn nào mà có thể mất trắng thì phải trồng lại như hoa cúc và một số hoa, và đồng thời là nhập lại những cái giống hoa ngắn ngày kịp cho cái kịp Tết trong cái thời gian phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, để giúp cho bà con có một cái thu nhập trong dịp Tết. Với hai nữa là hiện nay do 4 cái trận lụt, bà con đã thay giống, mua giống, trồng lại rất là nhiều lần, mà hiện nay nguồn vốn của hộ gia đình rất là khó khăn. Kính mong là cũng các cấp cũng có cái quan tâm, như là có một cái nguồn hỗ trợ nào đó, hoặc là giúp đỡ có cái nguồn vốn vay ưu đãi để cho bà con có cái mua lại giống để trồng lại, để giảm bớt cái khó khăn trong cái đợt lụt nặng lên này. Theo ước tính, nhiều năm nay, vụ hoa Tết luôn là vụ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân trồng hoa. Tuy nhiên năm nay, mưa lũ liên tục gây chết hàng chục nghìn chậu hoa, làm cho người dân rơi vào tình cảnh khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Vì thế, rất cần có sự giúp sức của chính quyền địa phương bằng nhiều cách làm khác nhau để các hộ trồng hoa có điều kiện khôi phục lại sản xuất. Chuyên mục Đông Hà Thành phố hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.